Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em sẽ review cho quý cô chú và anh chị một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Đắk Nông. Chùa có tên là Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên. Tọa lạc ở ngay khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Quang cảnh thiên nhiên hết sức hoang sơ, hùng vĩ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong của ngôi chùa. Lối dẫn vào chùa là hai hàng thông rất đẹp, rất nên thơ. Con đường dẫn thẳng vào chánh điện. Hôm nay là ngày Phật đản, ngày 15 tháng 4 năm 2022. Phật đản năm 2566, kỷ niệm 2566 năm thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thông thường thì ngôi chùa rất ít khách, nhưng mà hôm nay là nhân ngày Phật đản nên khách thập phương vẫn tới viếng chùa cũng khá đông. Tuy nhiên so với các ngôi chùa khác thì ít. Chính vì vậy mà mình khi đi tham quan ngôi chùa này mình sẽ cảm nhận được cái sự thảnh thơi hơn là những ngôi chùa khác. Vì lượng người không quá đông. Mình đã đi rất nhiều những cái ngôi chùa khác, đặc biệt là những ngôi chùa phía Bắc ấy, thì cũng rất là đẹp, nhưng mà những ngôi chùa phía Bắc nó thường không có cái rừng thông. Còn cái đặc trưng của chùa ở Lâm Đồng và Đắk Nông thì nó thường là có rừng thông. Chính vì vậy là mình cảm thấy nó đẹp, cái quang cảnh rất đẹp. Đây, bây giờ mình đã tiến vào tới chánh điện của ngôi chùa. Phía bên trái của quý cô chú anh chị là lầu trống và phía bên phải là gác chuông. Kiến trúc cổ điển rất đẹp. Ngôi chùa này hoàn toàn được làm bằng gỗ nha quý cô chú anh chị. Tất cả đều được làm bằng gỗ. Đây chính là lầu chuông. Còn phía bên trái đó là pháp đường, tức là nơi mà để giảng kinh. Tất cả đều được làm bằng gỗ và những cái hộp hàng cột gỗ rất là to, khoảng một người ôm. Hiện tại là các thầy đang giảng kinh ở trong pháp đường này rồi. Khi mà bước vào ngôi chùa này em có cảm giác là giống như mình đi xuyên không về những cái bộ phim của Trung Quốc ấy, những bộ phim cổ trang của Trung Quốc ấy. Đây là khu vực mà các thầy đang giảng kinh. Wow, một cái không gian gỗ rất là lớn nha. Toàn bằng gỗ không.
Kinh có hiểu nghĩa mà không hiểu nghĩa. Trong kinh Đại Vũ Tích có những đoạn Phật nói với ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược về hướng chánh điện. Kinh nói những chuyện thế gian thường tình là không hiểu nghĩa. Kinh nói về thắng nghĩa vượt khỏi tính suy nghĩ thường tình là hiểu nghĩa. Ngôi chùa này đang trong quá trình xây dựng nha quý cô chú anh chị. Chỉ xong được những cái phần căn bản thôi. Chùa này thì theo em được biết thì gồm có hai bên, một bên dành cho tăng và một bên dành cho ni. Ngôi chùa này chính là chi nhánh của Thiền viện Trúc Lâm trên Đà Lạt. Đây chính là chánh điện của ngôi chùa, có tượng Phật thép vàng. Cái không gian này à, em thấy vô cùng đẹp nè. Khi mà đứng đây em có cảm giác là giống như là những cái ngôi chùa mà của Trung Quốc ấy, kiểu nó cổ trang. Vừa cái không gian kiến trúc nó cổ trang mà cái không gian cây cối, cái cách sắp xếp mình cảm giác giống như là những cái bộ phim cổ trang ấy. Rất sạch sẽ, rất sáng. Khi mà tới đây mình cảm giác thanh thản lắm. Bây giờ mời quý cô chú và anh chị theo chân em đi vòng xuống dưới. Mình sẽ khám phá ra những cái bài kinh, bài kệ được khắc, điêu khắc trên những cái tảng đá do quý Phật tử, quý đạo hữu ở các nơi cúng dường. Một cái điều mà đặc biệt mà em rất thích ở những cái ngôi chùa ở Lâm Đồng và Đắk Nông đó là người ta thường sẽ trồng sen kẻ thông vào. Nó tạo nên cái không gian rất đẹp. Đây, ở đây có một cái bài phú mang tên là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Nói chung là em đọc nhưng mà em cũng không hiểu cái ý nghĩa của nó lắm, do nó có nhiều từ Hán Việt quá, với lại nó liên quan về Phật pháp ấy. Mà em thì không có biết Phật pháp nên là không có biết rõ nghĩa lắm.